Hi, xin chào tất cả các bạn, chào các bạn đến kênh của mình. Hôm nay mình đã không làm biến đăng video nữa, mình đã đăng video thường xuyên. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có tiền. Những các bạn mới chơi, những người mới chơi có tiền trong The Hood nha. Ok, thì đây cũng là video đầu tiên mà tôi chơi Roblox và cũng là video đầu tiên tôi hướng dẫn. Thì nếu mà các bạn không có cái gì á, thì các bạn nên dùng cái đấm này nè. Đó, các bạn dùng cái đấm. Dùng cái đấm sau đó các bạn chạy đến một cái à đây một cái này, một cái này. Được. Nói cái đây các bạn chạy đến một cái này. Sau đó các bạn đấm bấm giữ nha. Bấm giữ nó đấm. Điện thoại thì mình không biết nó như thế nào tại mình không chơi được hết trên điện thoại đó. Các bạn đấm mạnh lên để ra tiền nè. Ra cái này nhiều tiền mình sẽ hốt nha. Và hỗn thoảng á, thì nó sẽ cho mình tờ tiền ngẫu nhiên thì dưới 10 đô nha. Đây đây, nếu các bạn mới chơi đang thắc mắc đây là cái gì á, thì đây là cái mở khóa cửa hàng đã bị khóa cửa các bạn. Mở khóa mấy cái nhà bị khóa cửa đấy. Ok, mà mình không cần cái này nên khỏi đi. Ok, cái Azibank này mình đã hướng dẫn lộn, cái ATM này mình đã hướng dẫn rồi. Ok, cướp thêm cái đó đi nè, bấm giữ thả ra, bấm đấm mạnh vô bực đó, đấm hai cái y vậy ra tiền. Nhưng mà nếu mà nó đấm khác á thì mình không biết nha. Có cũng phải có mấy cái ATM đánh 3 lần thì nó mới chết, nó mới nhả tiền ra cho mình. Còn mấy cái có mấy cái ATM đánh 2 cái là nó nhả tiền cho mình. Đây ví dụ như cái này, đây mình đánh cái rồi mình đánh 2 cái thì ra đó mấy anh ơi, em mới cúp tiền. Con mình vô tâm đợi đợi máu nha. Nếu mà các bạn bị nằm vậy đó thì các bạn phải đợi đi ra bạn ơi, các bạn phải đợi thì chó không có tiền mà tụi mày làm cái gì vậy. Lọ mày chết tiệt mày á, mày vô. Nó mang như mình làm gì đây? Sushi Red Go à? Tao có gì phải dùng cái này mở khóa mà. Mày đấm mày. Mày bỏ ra luôn. Đấy nha. Fuck gì. Luôn. Thì đến cái tiếp theo á thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cũng là ATM như hồi nãy, nhưng mà nó không phải là ATM này mà nó một cái khác, rất là khác ATM. Ví dụ như mình vô đây nè, mình sẽ vô đây để cướp cái này, mình cướp coi đây, đây cái này nè, cướp nó luôn. Để mình đang qua cái thằng khác để mình cướp nha, chứ thằng nào nó ăn gian, nó thằng nào nó lấy hết luôn nữa. Đây đây ví dụ như cửa hàng này có không ta, ở đây có này, này đây ví dụ như các bạn gặp cái máy này thì các bạn chỉ cần cũng như vậy thôi, cũng là đấm, nhưng mà đấm này là mình nghĩ là nó skibidi toilet vàng. Ok thank you bạn nha. Đó, hoặc là các bạn lấy khẩu thuật trên bắn luôn vào cái cửa. Còn các bạn đánh mấy lần á vô đây thì nó sẽ nhả tiền nha cho các bạn. Đây đây có cái bồn cầu mua về quê skibidi toilet giỡn à, thôi tối nay mình sẽ đăng video tiếp nha. Thì mình sẽ đăng video thường xuyên hơn để cho các bạn coi. Ok, và nếu các bạn thấy video này hay, hoặc là bạn yêu thích cái video hướng dẫn của mình thì hãy
thì các bạn muốn mình làm thêm đó, thì các bạn chỉ cần việc để cho mình một, để cho mình một like, một lượt được xem, một lượt view, một lượt đăng ký nha bạn.